Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, trong chuyên đề giá mật ong Việt Nam thấp nhất thế giới phát sóng trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trước, chúng tôi đã phân tích cụ thể về thực trạng ngành mật ong hiện tại của nước ta đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Đâu là hướng phát triển cho ngành mật ong? Trong quá trình đi tìm giải pháp để ong mật bay xa, chúng tôi đã ghi nhận được một số trường hợp hộ nuôi ong đã thay đổi phương thức sản xuất mới và sống tốt, mặc cho đa số các hộ nuôi còn lại lâm vào tình cảnh bế tắc. Theo người trong ngành, nhân rộng phương thức sản xuất này chính là bước cần thiết để ngành mật ong phát triển bền vững trong tương lai. Năm 2015, người nông dân này nuôi khoảng 500 thùng ong, trong đó một nửa là giống ong nội, chi phí đầu tư mỗi năm vào khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sản lượng mỗi năm chỉ cho khoảng 20 tấn mật, trừ đi tất cả chi phí lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng, không đáng kể. Đến đầu năm 2017, anh Lên thay đổi phương thức sản xuất. Thay vì một nửa giống là ong nội như trước, anh chuyển qua nuôi toàn bộ giống ong ngoại. Chỉ với 300 thùng ong, nhưng sản lượng mật thu được là hơn 20 tấn. Việc thay đổi giống ong này không chỉ giúp anh nâng cao gần gấp đôi sản lượng thu được, mà chi phí sản xuất cũng giảm đến hơn một nửa. Nhờ vậy, mặc dù giá ong mật có giảm, tuy nhiên anh chẳng những không lâm vào tình cảnh khó khăn như các hộ nuôi khác, mà còn thu được lợi nhuận cao. Nếu mà tổng hết một thùng ông bí là ví dụ 7 cầu là 70 kg. Tôi ước lượng cho là cứ 1 kg một cầu. Thì ông Việt Nam mình thì sẽ chắc cũng thấp hơn ông Ý ở chừng 2 kg chẳng hạn như một cầu. Tại vì ông Việt Nam mình lượng ông nó rất là ít và nhỏ nên lấy mật lúc nào cũng chậm hơn ông Ý. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc chọn giống ong ngoại thay thế ong nội hiện nay là phù hợp với tình hình của ngành ong Việt Nam nên cần được nhân rộng. Cách làm này không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư, nâng cao sản lượng mà chất lượng cũng phù hợp hơn cho xuất khẩu. Tuy nhiên, cần lưu ý, con giống từ ong ngoại có chi phí khá cao. Để giảm chi phí, hầu hết người dân đều tự nhân giống. Việc nhân giống từ mùa này qua mùa khác với chỉ những giống trong đàn nên khó tránh khỏi hiện tượng cận huyết, dẫn đến chất lượng mật thuyên giảm, sản lượng cũng từ đó mà thấp lại. Để khắc phục tình trạng này, các hộ nuôi ong nên liên kết với nhau, tạo thành những tổ đội sản xuất. Ngoài việc giúp đỡ nhau trong quá trình di chuyển, người nuôi dễ dàng trao đổi con giống, lai tạo những con giống mới. Cách làm này cũng đã được một số hộ nuôi ong triển khai và thu được kết quả tích cực, nên có thể áp dụng. Chỗ hoàn toàn với mình lạ, nhưng mà không biết là cái an ninh nó như thế nào, nhưng mà buộc phải đi với anh em để hỗ trợ cái phần đó nó được tốt hơn. Công ty nó cũng quản lý được cái giá hoặc là cái sản lượng, anh em giao cho công ty nó dễ dàng, điều cái gì cũng nó đến cũng tốt hơn cả. Đi một mình nó rất là phức tạp. Để ngành ong phát triển ổn định, có một hạn chế nữa cần khắc phục. Theo đại diện Hiệp hội Nuôi ong Việt Nam, thực tế, mô hình này cũng đã được nhân rộng tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên. Theo đó, hình thức chăn nuôi tự phát, nhỏ lẻ đã chuyển dần sang hình thức đầu tư nuôi ong tập trung với số lượng lớn. Số lượng đàn ong được nuôi tại một hộ có từ 50 đến 100 đàn, thậm chí có tới 500 đến 600 đàn. Tuy nhiên, do người nuôi là tay nghề chưa cao, cụ thể, số người nuôi ong chuyên nghiệp khoảng 6.000 người, chiếm 20% trong tổng số 35.000 người nuôi ong trên cả nước, nên kết quả mang lại chưa được toàn diện. Cần mở các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi, cũng như áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để giúp người nuôi nâng cao tay nghề. Chúng ta cần phải có những cái đợt đào tạo các cái kỹ thuật viên, tập huấn và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ cho người nông dân và các doanh nghiệp, và cần phải sát với người nông dân giống như là cùng trên một cái thuyền, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ giảm được giá thành và chúng ta sẽ tăng được cái giá trị gia tăng sau thu hoạch. Với những cách làm mới, trước mắt người nuôi ong đã có thể trụ vững trong giai đoạn này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là cái nhỏ trong nhiều vấn đề để ngành nuôi ong phát triển trở lại. Trong đó, yếu tố chính vẫn là doanh nghiệp. Chỉ khi doanh nghiệp tìm được những hướng đi mới, hiệu quả, thì lúc đó mục tiêu phát triển bền vững ngành ong mới thực sự đạt thành. Thưa quý vị, như đã thảo luận ở phóng sự đầu, để tạo ra một bước ngoặt mới cho ngành ong ở Việt Nam, không chỉ người nuôi mà doanh nghiệp cũng phải mạnh dạn tìm những hướng đi mới phù hợp với tình hình hiện tại. Xuất khẩu mật ong của Việt Nam trong thời gian qua ngày càng tụt dốc về sản lượng cũng như kim ngạch. Trong đó, yếu tố chính vẫn là ở khâu quản lý chất lượng.
Để khắc phục được bất cập này, nỗ lực chỉ từ phía các hộ nuôi ong là chưa đủ. Như vậy các doanh nghiệp cần phải làm gì? Nội dung chi tiết mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đầu mùa vụ, Hoàng Trí ký kết với những người nông dân đảm bảo bao tiêu sản phẩm với giá bằng hoặc cao hơn so với thị trường. Đổi lại, người dân phải sản xuất theo tiêu chuẩn mà doanh nghiệp này đề ra. Nghĩa là đảm bảo mật nguyên chất 100%, không pha trộn hoặc tồn dư các thành phần khác. Nếu vi phạm, doanh nghiệp này nhất định không thu mua. Cách làm của doanh nghiệp này nhận được đánh giá cao từ các chuyên gia trong nước và sự tin tưởng từ các đối tác nhập khẩu. Do đó, từ đầu năm 2018 đến nay, công ty đã xuất khoảng 5.000 tấn mật, kim ngạch đạt khoảng 7,5 triệu đô la Mỹ. So với năm 2017, sản lượng và kim ngạch tăng khoảng 30%. Con số rất tốt trong giai đoạn ngành ong đang gặp khó. Cái đòi hỏi chất lượng của họ rất là cao. Thì công ty mình cũng cố gắng hết sức là luôn luôn là cập nhật những cái công nghệ trong sản xuất, rồi là máy móc, rồi là mình cũng làm những cái chứng chỉ theo như yêu cầu của họ, ví dụ như là hấp sát này, rồi là truy xuất nguồn gốc từ những cái người nông dân này, rồi FSMA nữa để phù hợp với những cái yêu cầu của nước ngoài. Không chỉ Hoàng Trí, cách làm này đã được nhiều doanh nghiệp khác áp dụng, cũng đạt kết quả rất tốt. Trong thời điểm cuối năm, nhiều đối tác nước ngoài yêu cầu ký thêm các đơn hàng. Một tín hiệu đáng mừng, nhưng theo các chuyên gia, nếu không thể đáp ứng được yêu cầu chất lượng thì các doanh nghiệp không nên vội vàng ký kết. Trong giai đoạn này, lại có thêm những trường hợp doanh nghiệp vi phạm các tiêu chuẩn chất lượng thì việc gây dựng lại uy tín cho sản phẩm mật Việt Nam là vô cùng khó. Chúng ta xuất khẩu vào Mỹ, vào châu Âu hoặc là vào Nhật Bản thì về cái yêu cầu chất lượng của người ta rất là khắt khe. Thì đấy là về cái mặt là người ta đảm bảo cho người tiêu dùng. Tuy nhiên thì cũng kèm theo đó là nó là một cái hàng rào kỹ thuật. Cho nên là luôn luôn là có cái xu hướng là người ta phải đòi hỏi cao hơn. Đã. Chính vì vậy cho nên là các doanh nghiệp nào mà không thích nghi và không cập nhật thì sẽ gặp khó khăn. Còn những cái doanh nghiệp mà người ta chuẩn bị tốt thì người ta vẫn duy trì và phát triển được bình thường. Ngoài việc quan tâm đẩy mạnh xuất khẩu, doanh nghiệp nên chú trọng vào thị trường nội địa. Thời điểm năm 2017 trở về, sản lượng mật ong làm ra 90% đã dành cho xuất khẩu. Thì khi giá mật xuống thấp, nhiều doanh nghiệp đã lâm vào cảnh tiêu đứng. Nhiều chuyên gia trong ngành nhận định chỉ cần sản lượng mật ong làm ra 50% để xuất khẩu, 50% còn lại tiêu thụ nội địa, thì chắc chắn một điều doanh nghiệp sẽ không còn phải chịu quá nhiều sức ép từ việc xuất khẩu. Để tăng được con số tiêu thụ trong nước, việc đa dạng sản phẩm từ mật là một bước đi phù hợp. Rượu mật ong, bánh kẹo từ mật là một trong những cách để thu hút người tiêu dùng. Với một con số so sánh, Việt Nam tổng sản lượng vào khoảng năm được mùa cho đến năm mất mùa vào khoảng năm trung bình là khoảng 50.000 tấn. Và năm cao điểm Việt Nam xuất khẩu vào khoảng có 53.000 tấn. Như năm nay thì vào tính giờ này khoảng 30.000. Thế bây giờ mình tính bình quân dân số Việt Nam là mình là 100 triệu đi. Thế thì mỗi người dùng khoảng chừng nửa ký thôi. Thì chẳng có mặt đồng xuất. Với những hướng đi này, nhiều doanh nghiệp đã đứng vững trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Một số doanh nghiệp làm tốt cũng đạt được con số tăng trưởng. Ngoài ra, để nâng cao giá trị của mật ong Việt Nam, các chuyên gia cũng khuyến nghị các doanh nghiệp cần đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, tập trung sản xuất các loại mật có giá trị cao. Với những cách làm trên, bước đầu cả người nuôi và doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực trạng đáng buồn là giá trị mật ong của Việt Nam vẫn ở mức thấp, trong khi một số nước lại đạt giá trị rất cao với trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất không hơn gì nước ta. Họ đã làm như thế nào và Việt Nam cần làm gì để nâng cao giá trị sản phẩm mật ong? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo các chuyên gia, so với các nước khác, Việt Nam thuận lợi hơn trong việc phát triển ngành ong. Chúng ta đa dạng về nguồn phấn, nguồn mật có quanh năm, tuy nhiên người nuôi chỉ tập trung đến sản lượng. Với các đối thủ cạnh tranh như Argentina, Ấn Độ, họ tập trung vào việc cho ong hút mật từ các giống hoa cho giá trị mật cao như vải, nhãn, cà phê v.v. Những loại mật này cho ra sản phẩm mật sáng màu. Thế nên dù sản lượng xuất khẩu thấp hơn, nhưng các nước này đều vượt mặt Việt Nam về giá trị kim ngạch mang lại. Bên cạnh đó, ngoài việc nuôi lấy mật, nông dân ở nhiều nước như Mỹ, Argentina, Hà Lan thu nhập chính từ việc nuôi ong để thụ phấn cho hoa.
Đơn cử như ở Mỹ, chi phí để một đàn ông đi thụ phấn cho vườn cây là 160 đô la Mỹ một ngày, chưa kể đến các nguồn tiêu thụ khác như nuôi ong để xuất khẩu giống, nọc ong dùng làm nguyên liệu trong y học. Thì ở Việt Nam chúng ta nếu chúng ta phân tích thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái đạt cả ba cái hướng đó, cả ba cái hướng đó. Thì nếu chúng ta làm được như thế thì chúng ta sẽ tăng được cái phần lợi nhuận cho người nông dân. Để, nhưng mà tất cả thì cuối cùng thì nó phải quy về ong giống thì cũng phải chất lượng, các cái sản phẩm khác cũng phải chất lượng chứ không thể là giống như kiểu trong hoa đuôi lại như hiện nay được. Về vấn đề liên kết, theo đánh giá của nhiều chuyên gia đầu ngành, không chỉ riêng ngành ong mà hầu hết các ngành khác nông nghiệp đều yếu kém trong việc liên kết. Với các nước như Argentina, Ấn Độ, hàng hóa của những nước này đều sản xuất theo cùng một tiêu chuẩn, sản phẩm xuất khẩu cùng giá trị và chất lượng sản phẩm. Nên khi bị các nước khác cạnh tranh, những doanh nghiệp nước này đều vì mục đích chung chứ không vì lợi ích của một cá nhân riêng lẻ. Khi các bạn tham gia cộng đồng, hãy quên bản thân mình đi. Hãy quên bản thân mình đi. Cũng giống như tôi khi tôi ngồi trong cái hiệp hội đó ở Mỹ, thì tôi quên mất tôi là công ty Phương Nam, mà tôi là chỉ là đại diện, giám đốc đại diện Việt Nam thôi. Rồi một cái điều nữa tôi muốn nhắn gửi đến cộng đồng. Người Việt Nam chúng ta hợp tác với nhau rất tốt trong khó khăn. Thì các bạn cứ nhớ đến cái ngày chúng ta huy hoàng, thì chúng ta cũng nên chia sẻ với nhau, chứ đừng có vì cái tôi, đừng vì cái cá nhân của mình mà đánh mất đi cái tính tập thể. Việc liên kết giữa các doanh nghiệp là xu hướng chung hiện nay trên thế giới. Với các nước làm được việc này, sản phẩm của họ nâng cao được giá trị cũng như sức cạnh tranh khi ra thị trường. Tôi nghĩ là nhà nước cũng nên có những cái ưu tiên, đã có một phần hỗ trợ trong công tác khuyến nông, rồi đặc biệt là các cái chương trình chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ để cho các cái doanh nghiệp để người ta ứng dụng. Rồi cái thứ ba nữa là về cái tìm kiếm các cái thị trường, hay nói là về cái khuyến thương, để có thể là hỗ trợ ban đầu để cho các doanh nghiệp mà người ta tham gia các cái hội trợ ở nước ngoài, và sau những cái lần như thế chúng ta tổng kết rồi ta về phổ biến cho các doanh nghiệp khác. Có thể thấy hiện ngành ong đang ở vào thế khó, tuy nhiên để nói rằng ngành này lâm nguy thì vẫn chưa chính xác. Vẫn có những doanh nghiệp chọn hướng đi đúng đắn và phát triển dù thị trường đang nhiều biến động. Tuy nhiên, để thực sự vực dậy ngành ong là cả một quá trình dài, và trong đó cần có sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể, và quan trọng nhất là chính sách định hướng đúng đắn từ các ban, ngành. Để từ đó đưa ngành ong trở lại giai đoạn phát triển, và ong, mật, Việt Nam có thể bay xa trên thị trường thế giới. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.